Rồi giờ này cũng khoảng 6 giờ chiều rồi. Đó, người ta đi làm việc trời hơi chập tối rồi nha anh chị. Hồi nãy bón cũng 1-2 sắp rồi. Bữa nay cái đài con tôm đây cũng nhiều số đây. Chủ nhật con tôm cũng nhiều số. Rồi mình tranh thủ mình qua cho anh chị mình xem nha. Số 14 nè, con tôm ngày 5 tháng 11 chủ nhật nha, 2023. À, tối 14 023 232 441 tối 17 605 756 760 979 388 597 026 972 763 759 444 235 590 235 số đẹp em 235 rồi 381 608 tối 13 022 231 440 đó. Rồi quay bên này luôn 604 596 387 769 con tôm này 978 rồi cái này xương thời tiên Huế này 60 tài nha anh chị. 496 113 255. Rồi. Rồi số hôm nay thì cũng nhiều số nha anh chị. Có 200 mấy tờ đó. Đó, chúng có 201 tờ. Đó, người ta mua nãy một sắp ở đây ta lấy rồi. Đó. Rồi. Phải 022 rồi. Cảm ơn quý anh chị xem video của em nha. Chúc cho anh chị may mắn phát lộc phát tài nha. Đó. Anh chị nào mua số thì cứ điện cho em 0968634712 nha. Đó. Anh chị mua thì điện cho em giữ số cho anh chị lấy sớm trước giờ 5:20 nha anh chị, trước giờ sổ nha. Đó, thì em ở đội 12 thôn Quang Bình, xã Tân Đông, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Đó, ngoài em bón chân gò, cánh gò, đuôi gò. Đó, thì em còn thợ các chìa khóa nha anh chị. Số điện thoại 0968634712 nha anh chị. Đó, em các chìa khóa nha anh chị, mở chìa khóa. Rồi, anh chị có nhu cầu thì hãy liên hệ với em nha. Số điện thoại 0968634712. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị anh chị nha. Cảm ơn quý vị anh chị, cô bác rất nhiều nha.